Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 của tuổi Sửu chi tiết chính xác nhất về các phương diện, sự nghiệp, tài vận, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi Sửu, phong thủy, sự nghiệp khai vận, kết luận tử vi 12 con giáp tháng 9 âm lịch rơi vào khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 dương lịch. Trong đó có 9 ngày đầu do Tân Kim làm chủ, 18 ngày cuối tháng do Mậu Thổ nắm quyền. Là tháng Mậu Tuất, ngũ hành thổ vô cùng thịnh vượng. Đặc biệt tháng Mậu Tuất có ngũ hành thổ là dương thổ nên sẽ mang trong mình sự khô khan nóng nảy. Có nghĩa là những người tuổi Sửu, Mùi Tuất sẽ gặp nhiều áp lực và sự thay đổi những người may mắn nhất phải kể đến mạng mộc lúc này tài tinh rất vượng đem đến nhiều cơ hội về tiền bạc và đầu tư dành cho các bạn hãy nắm lấy cơ hội thì sự giàu có sẽ đến người mạng hỏa cũng được coi là cầu tài tốt nhưng thị phi sẽ nhiều chuyện tình cảm nam nữ không được như ý người mạng kim thì sinh ấn tinh vượng nên khá bận rộn nhiều việc phải suy tính nên dễ nảy sinh áp lực và cảm xúc tiêu cực dù nam mạng hay nữ mạng thì cũng đều khó khăn tài chính bình thường đặc biệt bạn lại không có nhiều khao khát kiếm tiền, có khuynh hướng ỷ lại vào người khác. Người mạng thủy thì có nhiều việc phải làm, bận rộn buôn ba. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 tuổi sửu khá xui xẻo, hành thổ nắm quyền bạn gặp nhiều sự xui rủi. Đầu tháng tỷ kiên mang tới nhiều sự cạnh tranh, nhiều đối thủ kinh doanh xuất hiện. Cuối tháng thương quan lâm suy nên công việc không được như ý muốn. Đặc biệt quan hệ tương hình với thái tuế sẽ gây khá nhiều bất lợi cho bạn mọi gặp gỡ nhiều sự đối đầu không cần thiết cát tinh thiên đức xuất hiện nhưng sức mạnh yếu khó mà chống đỡ được hết cát vận thiên đức cát tinh có tác dụng gặp hung hóa cát gia đình yên vui hạnh phúc hung vận tương hình tương hình khiến cho tinh thần lo lắng bất an bồn chồn chịu nhiều áp lực vô hình chủ yếu đến từ người thân tỷ kiên bị cạnh tranh bởi những người bằng vai phải lứa Kiếp tài có điểm mất của cải tiền nong bị trộm cướp hoặc lừa đảo. Sự nghiệp. Đầu tháng. Thời gian từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 dương lịch. Tử vi tuổi Sửu đầu tháng 9 âm lịch tỷ kiên lâm suy vận e là không có nhiều may mắn. Nó là ngôi sao đem tới lòng tự tôn và khả năng hòa đồng hết sức tuổi Sửu thích được hợp tác và làm việc với người cùng độ tuổi, cùng sở thích với mình. Tuy nhiên vì vận khí ngũ hành thời gian này của tuổi Sửu suy yếu, chịu nhiều đả kích nên năng lực của bạn bị kìm hãm và khó mà phát triển. Cuối tháng. Thời gian từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Vào khoảng thời gian này sự nghiệp xấu, ngũ hành bất lợi thương quan tinh lại trở thành hung tinh với người tuổi Sửu. Bạn trở nên ngang tàng, cố chấp không làm việc tuân theo quy củ nào. Khi nói chuyện thì chỉ thích nói những kế hoạch cao xa, thiếu thực tế khiến hiệu suất công việc giảm đi rất nhiều. Về mặt sự nghiệp vận hình người này gặp hung tinh thái tuế nên vô cùng bất lợi. Công việc không được như ý, nảy sinh suy nghĩ muốn chuyển việc. Bản thân lại không biết lượng sức mình lo chuyện bao đồng mà không được người khác biết ơn. Tâm tư bất an, hay cảm thấy lo lắng hoang mang, nên làm việc không được ổn định, thường xuyên xảy ra sai sót. Tránh đi công tác xa, làm việc thì cần biết nhường nhịn đừng để tiểu nhân giờ trò quấy rối tài vận đầu tháng, thời gian từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 dương lịch. Đầu tháng tuất âm lịch mặt tài vận của bạn cũng không được tốt với điểm báo tỷ kiên suy vận. Nó báo hiệu sự vất vả, chạy vạy khắp nơi để có đủ tiền để trang trải cuộc sống. Đồng thời lòng tự tôn quá lớn khiến tuổi sửu không rất khó để thỏa hiệp hay hợp tác với bất kỳ ai. Vận tiền bạc vì thế bị giam cầm mãi mãi. Cuối tháng thời gian, từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Tử vi tuổi sửu cuối tháng 9 âm lịch về vận tài lộc của người tuổi sửu không được tốt do thương quan lâm suy vận. Tính tình ngang ngược không chịu lắng nghe lời khuyến khiến bạn sẽ bị chơi xấu trong tài chính. Tình cảm Đầu tháng Thời gian, từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 dương lịch. Lúc này chuyện tình gặp nhiều cạnh tranh khi tỷ kiên không được ngũ hành ủng hộ. Người tuổi Sửu còn độc thân e là lắm mối tối nằm không. Người mình theo đuổi thì quá xa cách lại nhiều vệ tinh vây quanh. Kiếp độc thân e là khó thoát. Cuối tháng. Thời gian từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Tử vi tuổi Sửu tháng 9 âm lịch mặt tình cảm không được tốt. Thương quan khiến tuổi Sửu trở nên quá nhạy cảm, chỉ một lời trách móc nhẹ cũng khiến bạn cảm thấy tổn thương người tuổi sửu độc thân e khó mà gặp được chân ái trong tuần này nếu cứ giữ tính cách ngang tàng tự do. Vận trình bất lợi người tuổi sửu cần dựa vào thiên đức quý nhân để cải thiện vận mạng của mình. Bởi thiên đức quý nhân dù là nam hay nữ mệnh thì đều là cát tinh. Nó mang tới tính cách lương thiện, hành sự trí công vô tư, thẳng thắn. Nên vận thế của bạn sẽ có nhiều người giúp đỡ, lúc gặp khó khăn cũng không quá bi đát. Cần phát huy có tấm lòng từ bi, làm gì cũng cần có sự cảm thông thì sẽ đem tới quý khí và phúc phận kinh dịch đã nói rằng, thiên đức tích thiện ra, tất dư khánh. Tức là mệnh chủ sẽ gặp hung hóa cát. Sức khỏe Tử vi tháng 9 âm lịch rơi vào tiết xương giáng. Tiết xương giáng là thời điểm cuối thu, thuộc ngũ hành kim. Căn cứ vào quan địa dưỡng sinh theo đông y thì cần chú trọng nhất là các nội tạng ben trong cơ thể như gan, tim, tỷ, phổi, thận, lấy ngũ bù ở bốn mùa làm cơ sở chính, xuân muốn thăng bù, hạ muốn thanh bù, trường hạ muốn nhạt bù, thu muốn bình bù, đông muốn ôn bù tiết xương dáng lấy bình bù làm nguyên tắc dùng ẩm thực để bồi dưỡng cân bằng âm dương trong cơ thể, không quá vượng dương cũng không quá thịnh âm. Người xưa tích lý rằng, dưỡng sinh cả năm không bằng bồi bổ trong tiết xương dáng, vì thế hãy lưu ý để có một cơ thể khỏe mạnh. Chú ý bệnh về đường hô hấp, nên ăn các loại quả bổ phổi trơn họng như lê, táo, quả chám, bạch quả, ngân hạnh, hành tây, rau cải, củ cải. Kết hợp với xoa bóp nganh ương huyệt hai bên cánh mũi. Hàng sáng luyện giọng để thông phổi, nhuận họng, tiêu đờm. Tử Từ Vi từng tuổi Sửu. Kỷ Sửu, 2009. Tính phản nghịch mạnh mẽ, hành xử tương đối hồ đồ thiếu suy nghĩ nên dễ gặp thất bại khi làm việc. Đinh Sửu, 1997. Đinh Sửu quá kiêu ngạo và không chịu nhún nhường đối phương. Quan hệ tình cảm căng thẳng và không có nhiều điểm sáng. Ất Sửu, 1985 suy nghĩ viển vông nên người tuổi sửu sẽ chi tiêu hoang phí, không có mục đích. Quý sửu, 1973 Người có gia đình thì tự dằn vặn mình bởi hôn nhân trong tưởng tượng khác xa với cuộc hôn nhân hiện tại của mình. Phong thủy Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 tuổi sửu về mặt phong thủy, các ngôi sao may mắn sẽ bay về hướng Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Ngôi sao tổn thất về tiền bạc số 7 nay được thay thế ngôi sao số 8 cư ngụ ở hướng trung tâm trong căn nhà. Nó ngụ ý rằng bạo lực, mất mát và sự phản bội sẽ tập trung ở vị trí này. Vậy nên chúng ta cần phải giữ cho vị trí này được sạch sẽ và yên tĩnh nhất. Tại nơi làm việc ngôi sao số 7 có thể khiến cuộc sống văn phòng trở nên khó chịu, đồng nghiệp mưu mô thị phi căng thẳng. Hướng Tây là hướng chính yếu duy nhất may mắn trong tháng này. Ngôi sao thịnh vượng của năm được kích thích sẽ thúc đẩy tiền bạc và vận may đầu tư bất cứ ai chơi thị trường chứng khoán đều cần phải quan tâm đến lĩnh vực này bệnh tật tháng này ngôi sao đại diện cho bệnh tật bay về hướng nam nên những gia chủ có phòng ngủ ở hướng nam thì nên thận trọng tình hình covid đang diễn biến khó lường hãy tiêm phòng khi có thể và tránh vị trí hướng nam của căn nhà có màu đỏ sự nghiệp hướng tây nam là hướng mang lại may mắn và sự thành công khi mà những người có vị trí nhà ở quay mặt về hướng Tây Nam thì bạn sẽ sáng tạo và giỏi giang hơn. Nhưng nhớ rằng không nên đặt quá nhiều ngũ hành mục tại đây nếu không mâu thuẫn gia đình sẽ trở nên nghiêm trọng. Khai vận Số may mắn, 9 Màu may mắn, màu đỏ, màu hồng Quý nhân, tỵ, ngọ Tiểu nhân, mão, dần Kết luận trên đây là tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 tuổi Sửu, hy vọng quý độc giả đã có được cho mình những thông tin hữu ích về vận mệnh của tháng này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, mong quý bạn sẽ khởi sự một tháng mới tốt lành và nhiều may mắn.